Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một xe đạp địa hình 9XX7, một dòng xe đạp trong series Xtreme của thương hiệu 9X. Và đây là model X7, một cái model mà đậm chất và là ngon bổ rẻ trong cái tầm giá chỉ có là 8.800.000, mà đổi lại thì được một chiếc xe đạp thương hiệu Ý rất là tốt này. Bộ chuyển động Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng và giảm xóc hơi. Và toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin hết 100% về. Bánh là 26 inch, khung nhôm được sử dụng là loại nhôm 6001, một loại nhôm siêu bền và chịu được cái cường độ mạnh rất là tốt. Nhôm, cách thiết kế khung vòm rất là đẹp, dây chạy âm sườn, lốp sơn nguyên bản. Toàn bộ xe thì còn tương đối là mới, khung sơn các thứ còn rất là đẹp. Như các bác thấy trên hình đây, rất là ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm và đã qua quá trình sử dụng xe bãi nhập khẩu về là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Đấy, trên khung thì có tem design in Italy, đây là thiết kế theo quy chuẩn và là theo công nghệ của Ý. Model X7 trong Xtreme series của dòng 9X. Thì đây là một chiếc xe mà các bác hỏi rất là nhiều, bán cũng rất là chạy. Vì giá thành thì rất là rẻ, chỉ có là 8.800.000 và được một bộ chuyển động, một bộ cao lốc chuyển động Shimano DOG 10 lít 3 đĩa, giảm xóc hơi, giảm xóc lớn hơi, có quá trình giảm xóc trên tay lái này. Và bộ may ư của Lovatec bi vòng, bộ cấu hình rất là tốt, cả đùi đĩa trục rỗng nữa, một bộ cấu hình phải là chất lượng nhất trong cái tầm giá rồi. Phanh dầu toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên zin 100% hết các bác nhé. Từ vành lốp nguyên bản này, các bác có thể nhìn thấy cái vân lốp ở trên màn hình đây. Đấy, nó còn rất là mới. Đấy, các bác phải đi được 2-3 năm nữa vẫn không thành vấn đề. Đấy, yên zin này, rồi, cổ phốt, cổ yên, rồi quy đông, các thứ là nguyên bản hết. Rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73, đi phù hợp. Điều gì thì xuống rất là mượt. Các bác chơi xe hay là mới chơi xe đạp thì chắc chắn là sẽ biết bộ điều gì này. Một bộ hình như là quốc dân dòng xe đạp rất là ngon, xuống mượt. Thì giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.